tại em đang có mặt ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì em quay đây thì cái từ tỉnh lộ này mà vào Đức em đều muốn giới thiệu đây là chỉ có là 200 mét thôi đó, mà có diện tích là 13 mét và sâu là 76 mét, khu dân cư mặt tiền đường nhựa, cách đường tỉnh lộ này, tỉnh lộ 329 đang mở rộng này á khoảng 200 mét thôi, mà giá chỉ có 990 triệu đồng thôi. Chào cô chú chị, em là Điền đây. Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại kênh Nhà Đất Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nãy giờ em Điền cũng có quay sơ cho cô chú chị mình cùng xem cái trước cái bất động sản của mình rồi đó. Thì hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hiện tại em đang đứng trước cái mặt tiền đường nhựa đây, rộng khoảng là 8 mét. Đất mình giáp với mặt tiền đường nhựa này nha. Đây, và cái hướng mình đây là sẽ có một cái con đường dự phóng. Đường đó thì theo em biết là cái đường đó đường sẽ kết nối giữa các xã với nhau. Thì cái con đường đó Đức mình cách khoảng vài chục mét thôi nằm quy hoạch nằm phía đâu qua cái nhà đó xíu, cái nhà mà dở hoang đó. Khoảng vài chục mét thôi. Con đường đó mình đường đó quy hoạch thì rộng khoảng là 32 mét. Thì thông những các xã như là Hòa Bình này, Hòa Hưng này, đó, thông qua xã Hòa Hội mình và thông xuống là nó xéo vậy nè, nó sẽ phóng xuống là xã Bình Châu đó, là sau này mình có thể đi biển Bình Châu có thể gần hơn nữa đó. Khu trong này cũng là khu dân cư, bên này có cái xưởng gỗ này đó, vào đây cũng có khu dân cư ở phía trong nha đó. Và cái hướng ngược lại của mình thì hồi nãy em Điền có quay rồi đó, cái hướng này đi ra tỉnh lộ 329 khoảng là 200 mét. Thì tỉnh lộ 329 đó mình sẽ giao với lại quốc lộ 55 này. Quốc lộ 55 đó thì mình đi được Bình Châu, Bình Thuận, đi được thành phố Hồ Chí Minh, đi được biển Hồ Tràm, đi được thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu. Nói chung là con đường giao thông thì thuận tiện. Khu vực em quay đây thì đã là khu dân cư rồi. Ở đây là đang xã Hòa Hội nha anh chị. Đây cái lô đất em Điền muốn giới thiệu tới cô chú chị mình đây là có diện tích là 13 mét ha. Đây, ranh mốc là từ ngay cột này nè cô chú chị mình. Đó, ranh mốc rõ ràng. Qua tới bên này là 13 mét. Và sâu là 76 mét. Ở sau đất mình thì giáp một con suối. Đó. Bây giờ em Điền sẽ lui sau cô chú chị mình xem. Đất mình thì nói chung là tương đối là thấp hơn so với đường một chút xíu. Mà đất mình có diện tích là hơn 1.000 mét vuông lận. 13 sâu 76. Ở sau giáp con suối là nước chảy quanh năm. Bây giờ là đang mùa khô nè. Đang mùa khô mà ở sau vẫn có nước nha cô chú chị mình. Từ cái vị trí đất của em Điền đang đứng đây á mà ra chợ đò thì khoảng đâu đó là 2 đến 3 cây số, 2 đến 3 cây, chợ với lại trường học và ủy ban. Còn mà đó là em đang nói là ủy ban xã Hòa Hội với chợ xã Hòa Hội nha. Còn mà vào xã Hòa Hiệp á thì gần hơn, tại vì cái chỗ vị trí đất của mình đây là nó gần với lại trung tâm xã Hòa Hiệp hơn. Chỗ này là giáp xã Hòa Hiệp rồi. Đây là đằng sau đất mình. Đó. Nước chảy quanh năm nha cô chú chị mình. Rau muống, lục bình. Suối của mình qua tới đây. Suối này mình đi suối này chảy ra cái cầu 4 á anh chị. Anh chị nào mà hay về đây thì nói tới cầu 4 chắc anh chị nào cũng biết. Ở sau đít mình, sau đít này thì cũng là 13 mét hơn xíu nha anh chị. Nở hậu. Ranh từ đây nè. Qua bên này là 13 mét hơn ha. Tuy là đất xào thôi
Hiện tại thì đất này chưa có thổ cư, nhưng mà em đề nghị á, thì đất mình đang nằm là khu dân cư rồi, thì tương lai thì nhà nước vẫn cho mình lên thổ cư thôi. Chỗ này mà hơn 1.000 mét vuông, cô chú chị mình tha hồ mà làm view nghỉ dưỡng này kia ha. Và cũng rất thích hợp cho cô chú chị mình đầu tư lâu dài. Giá thì em Điền cũng nói đầu video rồi, 990 triệu thôi. 13 mét mặt tiền đường nhựa này, đường thông thoáng, nói chung là giao thông thuận tiện. Chỗ em Điền đang đứng đây mà ra biển Hồ Tràm thì cũng hơi xa chút xíu, mình đi ra khoảng là 25 phút 30 phút. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh mà cô chú chị mình di chuyển về đây thì khoảng là 2 tiếng rưỡi đi cao tốc thôi là về tới chỗ huyện Xuyên Mộc mình. Hiện tại cái đất mình thì đang là có hướng là hướng nam nha cô chú chị mình, hướng nam là hướng này là mình hướng ra biển Hồ Tràm đó, hướng này là hướng đi ra biển Hồ Tràm luôn á, hướng nam. Đất mình thì hiện tại là không dính bất cứ quy hoạch nào nha cô chú chị mình. Chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì hãy liên hệ với em Điền, em Điền sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi xem thực tế bất động sản này. Và cô chú anh chị mình nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em Điền, có động lực để em Điền ra những clip tiếp theo. Và đất siêu rẻ, đất siêu mềm, giá đầu tư cho cô chú anh chị mình. Rồi, em Điền xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú chị.